Và chương trình Đấu Trường Ẩm Thực cũng cảm ơn anh đầu bếp Thanh Tuấn và Nhất Cường đã đến và hướng dẫn cho Hằng Thái Tú cùng với Mai Ca hai món ăn rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhận được giải gì về cho đội của mình với trị giá 5 triệu đồng. Và hôm nay Hằng Thái Tú và đầu bếp Nhất Cường được giải nhất với trị giá 10 triệu đồng. Chúc mừng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Quý vị khán giả đừng quên ủng hộ và cổ vũ cho chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hey! Đấu Trường Ẩm Thực. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Khi các đầu bếp chuyên nghiệp trổ tài sẽ mang đến cho chúng ta những món ăn thật ngon, thật độc đáo và đầy hấp dẫn. Wow, đã quá. Món ăn ngon và trình bày quá đẹp. Nhưng khi họ phải đứng ngoài hướng dẫn cho những ca sĩ, nghệ sĩ, những người không quen với việc bếp núc mà phải trực tiếp thực hiện những món ăn tuyệt chiêu của đầu bếp, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bận quá. Khác xa cái bà gốc ăn rất ngon. Và bây giờ chúng tôi có mặt ở Đấu Trường Ẩm Thực để chúng tôi chọn ra đội nấu nào xuất sắc nhất trong ngày hôm nay. Và hy vọng ngày hôm nay cả Đình Toàn và chị Tinh Hải sẽ không phải cố gắng để nêm nếm món ăn của các nghệ sĩ. Nhưng em nghĩ chắc không đâu, bởi vì những người nghệ sĩ hôm nay toàn là những người nấu ăn ngon. Và đầu tiên sẽ là ca sĩ Hằng Thái Tú. Hằng Thái Tú ơi, chúng tôi nghe bạn hát rất là hay. Yeah. Vậy bạn nấu có hay không? Yeah. Ủa chị nấu... Em nghe nấu ngon chứ nấu hay là nấu làm sao? Dạ, đầu bếp phải nấu ngon. Mà nghệ sĩ là nấu hay. Là hay nghe và hay làm và hay làm đúng ạ. Dạ, chị cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức mình. Đầu bếp chỉ sao dạy sao em làm y chang vậy. Để có món ngon nhất để cho chị thưởng thức nha. Rồi, một học trò rất ngoan. Và cùng với Hằng Thái Tú trong đêm nay, chúng tôi xin được giới thiệu sự có mặt của diễn viên Mai Ca. Mai Ca, trời ơi, gặp lại em mừng quá. Ở nhà em có phải là một người công dụng ngôn hạnh không? Dạ không. Sao vậy? Ở nhà em thường làm gì nè? Dạ, ăn. Hả? Rồi sau khi ăn? Ngủ. Ngủ xong? Thì ngủ xong phải dậy. Làm gì? Ăn. Rồi sao nữa? Ngủ. Không anh, ăn ngủ là heo rồi. Rồi cái gì nữa? Coi phim. À, có coi phim. Xong rồi mới đi ngủ. Có gì ha. Rồi, vậy thì có bao giờ em nấu nướng không? Dạ, có chứ anh. Đó, thấy chưa, phụ nữ là phải nấu nướng. Dạ. Nói nghe nè, cái kỷ niệm một món ăn nào mà em nấu em thấy ấn tượng nhất em kể cho anh Tài nghe. Dạ, cái kỷ niệm mà nấu cái món ăn mà ấn tượng nhất mà cũng là cái món mà em thích nhất luôn á. Mì gói. Hôm nay một cái tô đẹp, thiệt là đẹp. Rồi một cái dĩa đẹp, thiệt là đẹp. Em lấy kéo em cắt cái gói mì. Xong rồi em cắt bột nêm, em rã rải. Xong rồi em cắt hai cái xúc xích, em bỏ lên gói mì. Rồi sau đó là em cắt mấy cọng hành đó anh. Em trang trí lên cho nó đẹp. Em đổ nước vô. Em lấy cái dĩa đẹp đó, em đậy cái nắp lại. Em ngồi chờ 3 phút trôi qua. Mở cái dĩa ra, trời ơi, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, khói bốc nghi ngút. Không không, cái đó là trong quảng cáo. Còn trong câu chuyện em không có. Tại sao? Em đổ nước nguội. À, vậy là hay quá rồi. Cho nên là anh Tài nghĩ là chắc chắn phải có người hướng dẫn em nấu. Nhưng không biết có phải là hướng dẫn nấu mì gói hay không. Thì anh nhờ chị Hải sẽ giới thiệu cho em một đầu bếp đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Là ai? Là Thanh Tuấn. Xin chào quý vị khán giả. Em Đặng Thanh Tuấn. Em đến đây hôm nay để giới thiệu về mình một món ăn riêng của đặc trưng nhà hàng. Đó là món bò nướng quá đã. Món ăn này em nhờ vào cái vị sốt. Sốt này thì em sẽ dùng từ các loại rau củ quả như là ngò rí và rau húng lủi và xà lách. Và đây là chén sốt ở đây. Rồi. Tại vì cái này tất cả vị sốt này em hòa quyện hành, tỏi, rau củ quả đó để ra. Quá đã, bò quá đã. Wow, đã quá. Không biết vị đầu bếp tiếp theo sẽ mang đến chúng ta món ăn gì. Hãy cùng chào đón đầu bếp Nhất Cường. Woo!
Xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Tôi tên là Lương Nhất Cường, là đầu bếp đến từ nhà hàng Baron ở Hà Nội. Hôm nay tôi đến đây sẽ chia sẻ một món ăn, đó là món gỏi tôm sốt mù tạt. Thế thì nhà mình có điều gì đặc biệt, Cường? Món này đặc biệt mà sốt này em tự sáng tạo. Tôi thấy trong nguyên liệu chuẩn bị của bạn có trái bưởi, để làm gì? Trong em sẽ làm một cái nộm để mà mình ăn kèm cái gỏi tôm. Hả? Ăn gỏi, ăn kèm. Nộm là gỏi. Cái nộm là gỏi đó em, chứ không phải là hình nộm cưng. Cho em hỏi là cái này là mình rưới vô hay là mình không, chấm ra? Cái này là mình chấm mà mình ăn kèm cái nộm này luôn. Nó rất hợp. Và đặc biệt ở đây là tôm tươi để em chín bởi cái sốt mù tạt, ăn kèm với các cái rau và có bưởi ở trong đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn đầu bếp từ phương xa đã đến đây để chỉ dẫn cho các nghệ sĩ của chúng tôi. Mai Ca ơi, dạ. Theo Mai Ca đã thử hai món ăn của hai đầu bếp đó, thì em thích món ăn nào và đầu bếp nào? Em thích ăn đồ sống. Dạ, nhưng mà nếu mà để cho em được chọn á, thì em chọn anh bên đây. Vậy Hàng Thái Tú, bạn sao? Thì Mai Ca chọn bên đó thì Tú phải chọn bên đây thôi. Nhưng mà thật ra thì Tú cũng thích cả hai món. Các bạn muốn gì được nấy. Thôi thì bạn thích bò, tôi mời Mai Ca bạn về với đầu bếp bò. Thanh Tuấn và Hàng Thế Tú, bạn sẽ về với Nhất Cường. Chúc hai đội thành công. Mỗi đội chơi gồm một đầu bếp và một nghệ sĩ. Nghệ sĩ sẽ là người trực tiếp thực hiện món ăn dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp. Đầu bếp chỉ được hướng dẫn cho đồng đội của mình mà không được động tay vào. Điểm của mỗi đội là điểm nấu ăn do nghệ sĩ thực hiện. Giải thưởng của chương trình là 10 triệu đồng cho đội chiến thắng và 5 triệu đồng cho đội còn lại. Trong suốt cuộc thi, mỗi đội được quyền một lần đặt cược bằng chiếc sẻng vàng thử thách để bắt đối thủ phải ngừng nấu ăn trong 30 giây. Nhưng ngược lại sẽ bị trừ 1 điểm. 30 phút tranh tài của Đấu Trường Ẩm Thực bắt đầu. Một bên rửa chảo, một bên rửa tay. Sau khi rửa tay xong, Tuyến luôn rửa nồi. Cắt rau ra rồi, cắt đầu tôm. Cắt đầu tôm. Em chưa rửa tay. Bánh nó ra. Bánh nó ra. Rồi. Mấy ca ơi, làm tới đâu rồi mấy ca? À, dạ, rửa tay. Cắt đầu tôm. Lau tay cho sạch. Cắt đầu ra. Cắt đầu món ra. Món ăn này, trước khi em muốn làm món ăn này thì em phải làm cái sốt trước. Dạ rồi, múc cái dầu. Được cho anh nhiều rồi, hết rồi, được rồi, được rồi. Rồi rồi. Sao chích nữa? Một phần bơ. Bơ, đây. Chắc anh ở nhà chắc cũng thường xuyên nấu ăn đúng không? Rồi, có nấu luôn. Thường ở nhà nấu những cái món đại bạn bè không? Ừ. Qua cái chương trình này làm cái như là mấy mốt đi hát xa là mấy chiến hữu là có mồi, có mồi. Tức là trên xe đi hát chở theo bếp đó. Được không anh? Được. Cho tan cái đó ra, em vô tỏi. Trước là em vô tỏi. Trời ơi, tại sao tôi là phụ nữ mà tôi thấy tôi rối ren quá. Mà anh Tú anh là đàn ông mạnh, anh bình tĩnh quá. Tại sao vậy? Cái con tôm này mình có phải cắt như thế nào để mình lột ra được đẹp vậy không, Cường? Nói chung là do cái người mà đang cắt á, thì ta cũng có qua tay đó anh. Vậy không phải có tí xíu chuyên nghiệp đó. Mình lựa tôm như thế nào để được con tôm tươi nhất? Tôm là nói chung là sống mà nó còn bơi trong hồ là chắc chắn là tôm sống rồi, tôm tươi rồi. Hay quá ha. Nó còn bơi là chắc chắn nó sống rồi. Ôi. Ê, có con tôm mà nó không biết bơi không? Nó sống nhưng nó không bơi đó. À đúng rồi, tôm ngấm rồi đó, chết rồi. Ê, trời ơi. À, cái đó nó bị dính nước hồi nãy nôn nóng quá. Bởi vì ta nói là nhục tóc bất đạt phải không? Đó. Và các bạn biết không, trong thang điểm tụi tôi có chấm điểm tác phong nữa đó. Ờ vậy đó hả? Châu hào. Đúng rồi. Mai Ca ổn không em? Dạ cũng được anh, cũng được anh. Dễ như nấu mì dạ. Không? Khó hơn chứ. Anh có cảm giác là em đang đứng cạnh một giám thị. Anh Tuấn rất là lấy cái chảo. Rửa tay. Cho sốt. Anh sợ anh cười anh quên luôn. Hết 10 phút. Rồi rồi sao nữa anh? Rót cái này ra. Dạ. Rót ra đâu? Lấy cái lì rót ra không cho cái mũ hút vô. Mai Ca. Dạ. Ở nhà ông xã em khỏe không? Bận lắm anh ơi. Bận như em bây giờ. Anh Toàn ơi. Dạ. Tình Hải hửi thấy có mùi hơi có khét khét. Khét khét. Khét của mùi ớt đúng không chị? Vậy ở trên này. Dạ không, là... mùi khét là tóc em đi nắng đó chị. Chứ đồ ăn em không có khét một miếng nào hết. Tóc em khét à? Tóc em đi nắng á, bị khét nắng. Khét nắng.
À, bỏ con quế vô, con quế. Cái này không? À, bỏ vô luôn. Cắt không? Không, không cắt. Để, rồi. À. Theo em thì cái món bò quá đã này là nhờ vào cái vị khét mình thực thấy. Thấy chưa? Ủa vậy thấy vậy? Chưa? Dạ, phát hiện ra. Ủa vậy là phải ăn khét hả? Dạ, nướng mà không khét là không phải là nướng. Gọi là đỉnh cao của món nướng ngon đó là phải có mùi khét. Dạ. À. Từ cái khét đó mới nó mới làm ra được cái quá đã. Vậy là anh phải cảm ơn tôi nha. Rồi, anh lột ra. Ơi ra. Anh bỏ lên xong anh trộn đều lên. Bây giờ anh sẽ cái gì 20 phút rồi đó hả? Ờ, hết 10 phút tiếp theo. Nghe ba hạt hết thôi, chiếu thôi. Tàn thấy có vẻ là cái món của bên chỗ của anh Hàng Thái Tú không cần phải nấu nướng gì cả. Có nướng rồi nha, có nấu, có chiên nè. À hả? Cứ để tự nhiên. Nó đủ nóng thời gian em. Cho em cho nóng xíu nữa đi. Cái điều gì đặc biệt từ nước sốt này có thể chia sẻ với tôi và quý vị khán giả không, Đình Toàn? Cái nước sốt này thì nó thường ăn đồ sống thì nó phải có với lại mù tạt. Nên bồ tạt nó là một cái vị chính của cái nước sốt ăn ăn này. Bưởi đầy xong chưa? Xong rồi, tại vì cái gỏi này á, là cái như là nói là phải có thêm bưởi nữa để cho cái vị nó ngon hơn. Biết sao em hỏi bưởi xài xong chưa không? Tưởng chưa xong em ăn sạch. Để không có bữa trộn chơi gì đó. Chị Tịnh Hải hả? Dạ. Lấy cái muỗng. Đây đây đây. Muỗng gia vị kìa. Gì? Ừ, cái muỗng tương cà. Cái này xoay lại. Chị. Dạ, cảm ơn nhiều. Cái này xoay. Thôi. Thôi đứng đó chị ăn miếng bưởi đi. Cảm ơn con. Trời ơi thơm quá. Lật lại. Ăn bưởi không anh? Dạ. Ăn bưởi không? Trời đất ơi. Anh mời gì anh mời mình tập trung đừng lo đừng. Thầy vừa làm gì ăn anh kỳ quá. Để vậy anh ăn. Là gì? Thôi nè anh ăn đi. Dạ không em không dùng được. Đó. Mẹ ăn ăn bưởi cưng. Thấy không nó vậy nghe. Dạ em chạy em cái cây. Bưởi là sở thích của em mà. Ôi vậy. Bê em chia lại. Bê em. Xong rồi bê. Nhấp miếng bò. Mười. Chín. Năm. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Xong chưa? Ba. Hai. Để qua kia. Một. Hết giờ. Hết giờ. Tất cả giơ tay lên. Cảm ơn các bạn hoàn tất món ăn. Và bây giờ chúng tôi mong muốn các bạn đem món ăn các bạn đến cho chúng tôi. Hay đến với đến với em điểm này. Em được cộng một điểm này. Đây. Wow. Thơm và hấp dẫn nữa, cả hai món luôn. Anh Toàn phải chấm cái con tôm vô, chấm vô nước sốt sâu đậm vô nha. Sâu đậm sâu nha, sâu đậm nha. Và đậm. Nè, bị hại nè nha. Không quá. Ngon. Hấp dẫn chị ha. Tiếp theo. Bò. Đặc biệt là em rất thích ăn bò. Vị bò ngọt, thịt bò thì mềm, mùi bò thì thơm. Anh ăn mà em diễn tả được á. Và chúng tôi cần 30 giây để thảo luận. Dạ, ở đây. Về phần món bò của Maika, điểm món ăn 7 điểm. Hàng Thái Tú về món ăn chốt lại 7 điểm. Maika 2 điểm phong cách, nửa điểm trang trí. Tổng cộng bạn có 9,5 điểm. Đối với Hàng Thái Tú thì tôi quan sát về cái kỹ năng của em á là rất là hay, rất là điêu luyện. Và tôi gửi em 2 điểm về phong cách. Cái sự trang trí khá là quan trọng. Và tôi xin gửi đến em điểm cuối cùng. Đó là 10 điểm. Nhưng mà món ăn của hai bạn đều rất là ngon. Phải
chưa? Kỳ này em về em nấu ăn cho chồng em ăn được rồi. Và chương trình Đấu Trường Ẩm Thực cũng cảm ơn anh đầu bếp Thanh Tuấn và Nhất Cường đã đến và hướng dẫn cho Hàng Thái Tú cùng với Mai Ca hai món ăn rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhận được giải gì về cho đội của mình với trị giá 5 triệu đồng. Và hôm nay Hàng Thái Tú và đầu bếp Nhất Cường được giải nhất với trị giá 10 triệu đồng. Chúc mừng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Quý vị khán giả đừng quên ủng hộ và cổ vũ cho chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.